Chào mừng các em đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải cho bài tập 2.7 trang 33 Sách giáo khoa toán 6 tập 1 bộ kết nối tri thức với cuộc sống Đề bài yêu cầu chúng ta như sau Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh thành các nhóm để thực hiện các dự án học tập Hoàn thành bảng sau vào vở bỏ trống trong các trường hợp không chia được Vậy thì để điền vào các cái phần hỏi chấm này thì chúng ta sẽ làm như sau Ví dụ với trường hợp là có 40 học sinh mà muốn chia 4 nhóm, để tính số người trong một nhóm thì chúng ta sẽ lấy 40 chúng ta chia 4. Tương tự như vậy, nếu biết số người trong một nhóm mà muốn biết được số nhóm sẽ chia được thì chúng ta sẽ lấy 40 chúng ta chia cho số người trong một nhóm thì chúng ta sẽ ra được số nhóm. Với phép chia nào mà không chia hết thì chúng ta sẽ để trống bởi vì theo đề bài là nếu bỏ trống với những những trường hợp không chia được. Không chia được có nghĩa là không chia hết đấy ạ vậy thì ở đây cô và các em sẽ cùng hoàn thành bài tập 2.7 này thì ở đây cô đã kể lại cái bảng này vào trong vở của mình và cô sẽ dùng bút đỏ để cô điền vào các cái ô trống cần điền có tất cả 40 học sinh đúng không vậy ở đây số nhóm là 4 40 học sinh mà chia 4 nhóm vậy thì mỗi nhóm sẽ có số người bằng cách là chúng ta sẽ lấy 40 chúng ta chia 4 là được 10 người đúng không ạ tương tự như vậy Bây giờ biết số người trong một nhóm là 8 Hỏi chia ra bao nhiêu nhóm Thì chúng ta sẽ lấy 40 chia cho 8 Mà 40 chia cho 8 thì được Được 5 Vậy có 5 nhóm được tạo thành Tương tự với trường hợp là chia 6 nhóm 40 người mà chia 6 nhóm Thì chúng ta sẽ lấy 40 chúng ta chia 6 Thì rõ ràng 40 không chia cho 6 đúng không Vậy chúng ta sẽ bỏ trống ngô này Hoặc các bạn có thể dùng dấu gạch chéo cũng được và trường hợp tiếp theo, 40 chia cho 8 thì chúng ta sẽ được 5 người một nhóm. Bây giờ biết số người là 4, hỏi có bao nhiêu nhóm thì chúng ta sẽ lấy 40, chúng ta chia cho 4 là được 10 người đúng không ạ? Ừ, Ở như vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong lời giải cho bài tập 2.7. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.